ra sao. Sáng nay con vừa nghe tin bão về, lòng con như rối bời khi không giúp ích được gì. Kể từ nay con sẽ cố đi làm thế. Thành phố to lắm mẹ, rộng và đẹp như mơ, thế nhưng lòng người đôi khi chật quá. Đường đi nghe mỏi mệt nhưng con chẳng biết sợ vào ai. Người thì đông, tình thì không, tìm đâu xa nơi chân thành như gia đình ta. Mẹ cha yên lòng nhé, một mai con mạnh mẽ, nguyện trong tim này sẽ quay về bên bao chở che. Lời con đã từng hứa nặng thêm trăm lần nữa, dòng thư như ẩn chứa biết bao nhiêu khát khao bữa cơm. Nhiều lúc em cũng rất là nhớ nhà, khi điện về cho mẹ, mẹ hỏi thăm em, nghe tiếng mẹ em rất là xúc động, nhiều khi em cứ muốn khóc. Là nhiều khi em cảm thấy chỉ có một mình thôi ở trên cái Sài Gòn to lớn này, đi kiếm phòng trọ thì rất là khó. Mình xa quê vào thành phố đã lâu lắm rồi, vì tính chất công việc và học hành cứ cuốn đi, cho nên một năm mình chỉ có thể về quê thăm mẹ một lần vào dịp Tết. Người ta khinh giống như con đây cũng là cái tội, còn không quen dẫm đạp lên nhau để sống nên chẳng sao. Mẹ yên tâm, phù phiếm không thể làm hư con đâu. Mẹ ơi con muốn về, từ ngày rời xa quê vẫn chưa đêm nào con được tròn giấc. Nhìn ra bao ánh đèn lung linh phố xa, hoa lệ kia lệ cho ai, hoa cho ai. Người ta cũng như con đêm ngày bon chen tìm lối. Mẹ cha yên lòng nhé, một mai con mạnh mẽ, nguyện trong tim này sẽ quay về bên bao chở che. Lời con đã từng hứa nặng thêm trăm lần nữa, dòng thư như ẩn chứa biết bao nhiêu khát khao bữa cơm nào. Mẹ cha yên lòng nhé, một mai con mạnh mẽ, nguyện trong tim này sẽ trong tim quay về bên bao chở che. Lời con đã từng hứa nặng thêm trăm lần nữa, dòng thư như ẩn chứa biết bao nhiêu khát khao bữa cơm. Ở Sài Gòn này mọi việc đều rất là cạnh tranh. Em đi làm kiếm tiền, em là lao động chính trong gia đình. Lúc mà mình lên á, mình không quen ai hết trơn á, thì có một cái chị của bạn của chị mình nói là cho mình ở, nhưng mà thật sự thì mình lên đó thì mình ở ngoài hành lang.